Công xin 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 giới thiệu các bạn bộ khuôn composite. Thì bộ khuôn composite này chúng tôi lấy mẫu của các khuôn bonsai trồng từ xa Trung Quốc, đó là khuôn gốm. Thì các bạn thì khuôn bonsai thì cái trồng từ xa nó rất là đẹp, mẫu mã rất là tinh tế và chỉ dùng cái cây bonsai có giá trị, thì chậu đó rất đắt. Cũng vì nhu cầu của mọi người đối với chậu bonsai nên chúng tôi cung cấp cho cái bộ khuôn composite để làm ra cái chậu bonsai mà mang theo cái mẫu của cái chậu bonsai tự ra. Hôm nay tôi xin giới thiệu cái bộ khuôn composite do chính bên tôi làm. Đây là do thợ bên tôi. Các bạn sẽ nhìn cái bộ khuôn nó có sự khác biệt. Đây, nó có sẽ có 3 phần. Phần là lòng trong. Lòng trong chúng tôi lấy cái miệng. Tại vì khuôn chọn bonsai tự xa thì cái phần miệng rất là đẹp. Nó có một gờ nhô lên thì nó rất là thanh thoát. Các bạn nhìn khuôn composite tôi ấy, rất là bóng, bề mặt rất là nhẵn. Xem chi tiết nữa. Chúng ta sẽ lắp mới 3 phần. Thì khuôn tháo ra có những con ốc. Tháo thôi. Tôi sẽ tháo ra cho các bạn thấy. Thì nhân tiện đây tôi cũng chia sẻ với các bạn, đó là cũng đã có, tôi biết trong số những người xem cái clip này của tôi thì cũng đã rất nhiều người đã mua khuôn composite. Và tôi cũng muốn là mọi người như vậy hãy comment phần bình luận dưới chia sẻ cái sự nhìn nhận của mọi người về cái khuôn của bên tôi, để càng ngày bên tôi sẽ hoàn thiện hơn cái phần khuôn này. Đây là cái sản phẩm đầu tiên của bên tôi làm ra, nên chúng tôi chọn cái sản phẩm mẫu nhỏ để chúng tôi làm thử cái bộ khuôn và ra mắt với mọi người. Sau này chúng tôi sẽ cho ra nhiều bộ khuôn sẽ lớn gồm hoa văn, nhưng mà cái đầu tiên này thì tôi muốn cho các bạn thấy được cái chất lượng, thứ nhất là bề mặt của khuôn, độ dày của khuôn, kết cấu của khuôn. Tôi cũng đã từng tiếp xúc với một vài khuôn composite trên thị trường, nói chung là không có tiếp xúc hết, nhưng tiếp xúc có một vài bộ khuôn. Và tôi thấy cái bộ khuôn của tôi, cái độ bóng thì hơn hẳn. Thì công đoạn tiếp theo đây là công đoạn chống dính. Thì tất cả khuôn composite chống dính thì chúng ta đều quét nhớt, quét cho nó một bề mặt nhớt để chống bám dính khuôn. Thì cái độ hồ thì những phần góc cạnh các bạn cố gắng quét cho nó kỹ. Các nhìn khuôn bóng, khuôn của tôi bóng đến mức độ cái nhớt nhìn nó đóng lại. Cửa sổ tôi thì cái này là cái đầu tiên làm khuôn composite, nên tôi biết được rất nhiều người đang xem cái clip này ấy, thì đã dùng khuôn composite và có khả năng làm ra composite. Thì tôi cũng xin ý kiến mọi người để chúng tôi hoàn thiện hơn những cái sản phẩm về sau, mang tới những cái sản phẩm chất lượng tốt đẹp đến các bạn.
về những sản phẩm composite này chúng tôi không thương mại hóa, cũng là không có lấy ở những cơ sở khác về bán lại. Chúng tôi muốn tự tay làm ra những cái khuôn composite đó, có thể mẫu trùng nhưng mà cái khuôn, chất lượng khuôn thì không thể nào trùng được. Và ngay từ đầu tôi đã xác định một điều là khuôn của tôi làm phải khác, khác ngay từ cái phần màu sắc. Chắc các bạn đã biết thị trường nhiều khuôn nhưng mà đây là cái màu đỏ. Thứ nhất là tôi hợp với màu đỏ nên tôi chọn cái màu đỏ làm cái khuôn định vị màu sắc luôn, cái phần khuôn composite của bên tôi. Thì khuôn này có những cái mắt ốc như vậy, các bạn quét nhất xong các bạn bắt lại định vị thì để chúng ta đổ hồ. Trong thời gian thì tôi bắt khuôn thì tôi cũng muốn chuyện cho các bạn, tại vì đây là cái sản phẩm đầu tiên của bên tôi sản xuất. Tại vì tôi cũng mới bước chân vô cái ngành khuôn composite này nên cũng phải tham khảo, phải nhờ mọi người tư vấn thêm. Nên mọi người hãy chia sẻ cảm nghĩ, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những cái hiểu biết của mọi người về khuôn này dưới cái phần bình luận, để bên chúng tôi tiếp thu đưa ra những cái loại khuôn nó tốt, nó hợp thị hiếu, hợp nhu cầu của mọi người. Phần bắt khuôn của bên tôi đã xong, bên tôi chỉ có xếp lại ốc. Thì đúng ra là cái khuôn này phải dùng, những cơ sở là phải dùng máy để bắt ốc nhanh. Thôi ta cứ làm thủ công để thời gian đó chúng ta có thể chia sẻ với nhau một vài điều về khuôn này. Xong cái phần quét chống dính, tiếp theo chúng ta sẽ trộn hồ. Hồ bên tôi dùng máy này là máy đánh được chất tường lên sân nước. Đánh nó đều thì nó ít, sẽ ít bọt, nhưng mà tôi dám cá cái phần mà khuôn chậu tôi đang làm đó và sẽ có bọt, tại vì cái phần này là phần đổ đáy. Phần đổ đáy thì sẽ cần máy rung, mà hôm nay tôi chưa chuẩn bị được máy rung. Máy rung cầm tay thôi các bạn. Máy rung cầm tay thì nó sẽ có bọt khí. Các clip sau tôi sẽ làm cái phần máy rung đó. Cái thứ hai cũng phải phần lý do là tôi ở thành phố, đất thì nó bị đất nó không nhiều, mình cũng không trồng nhiều cây to. Composite này chính để chính tôi chơi. Nhu cầu của tôi như nào thì tôi cũng làm ra những cái khuôn đó. Thì nhu cầu của các bác trồng cây ở thành phố này cũng rất là nhiều, cần những khuôn nhỏ. Mà trên thị trường những khuôn nhỏ là rất ít. Thì cái phần đổ đáy này nó có cái ưu điểm thì nó lấy được cái bề mặt miệng. Khuôn này tôi chủ yếu của tôi là lấy được cái bề mặt miệng nó đẹp. Còn cái khuôn đổ miệng thì nó sẽ bị ít bị bọt khí hơn. Tôi làm cũng vài cái rồi thì tôi cảm nhận thấy điều đó. Còn những người làm chuyên nghiệp thì không biết các bác nghĩ sao, bác cứ cho ý kiến. Sợ bọt khí mà tôi gõ phải nhiều tí xíu quá ạ.
nhưng cái độ đồng hồ hơi nhiều nên tôi phải múc ra lại. Khuôn này sử dụng rất ít hồ. Nếu mà khuôn này bằng chậu gốm thì nó giá cả nó cũng khá là đắt đấy. Sự là vậy nên tôi cần xin ý kiến của mọi người đấy, hãy bình luận ở phía dưới để giúp cho cơ sở chúng tôi nhận được nhiều nhận xét, nhận được nhiều ý kiến từ kinh nghiệm của mọi người. Và cũng đừng quên là hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh để những ngày sắp tới chúng tôi sẽ ra nhiều các loại khuôn đạt chất lượng và đẹp hơn. Rồi, bây giờ là phần tháo khuôn để xem sản phẩm. Không biết các bác có hồi hộp không chứ tôi đang hồi hộp lắm, tại vì lần đầu tiên mình làm được cái khuôn, xong rồi lần đầu tiên mình đổ, cũng lần đầu tiên mình tháo nó ra thì cảm giác nó hơi bị hồi hộp. Trong lúc vở ốc thì tôi cũng chia sẻ luôn là cái khuôn này tôi sẽ làm ba cái lỗ thoát nước dùng ống 21, tôi cắm vào thôi. Các bác muốn bao nhiêu lỗ thì các bác cắm, cây nào mà không đòi hỏi thoát nước tốt thì ta cắm nhiều, còn cái nào đòi hỏi giữ nước thì ta cắm ít thôi, cho ít lỗ thoát nước thôi. Mà chậu này cũng nhỏ nên điều đó cũng không có cần thiết lắm. Còn một con ốc này thôi. Tôi đập đập thử xem thế nào. Rồi mình dùng cái dùng bậy đó nào, tôi bậy nhé. Wow, rất là dễ tách khuôn. Có bọt khí rồi, tôi đã thấy những cái lỗ bọt khí rồi. Đối với những khuôn mà ít hoa văn này thì cái việc tháo khuôn nó cũng đơn giản thôi, tại vì nó không có bị nhiều cái bề mặt tiếp xúc mà mình cần lấy nó nét. Cái khuôn đầu tiên tôi cũng phải làm những khuôn trơn như vậy, tiếp sau đó từ từ là những con hoa văn phải có kinh nghiệm cái đó. Rồi lấy bề mặt trong này, hơi khó lấy các bác ạ, tôi gõ này. Cố gắng lấy cái miệng nó đừng có bị bể. Rồi ra rồi, wow, miệng rất là đẹp, đúng là chậu tự sa, miệng rất là thanh thoát. Ngay cả cái chân cũng vậy, rất là đẹp. Tôi quay khí lại các bạn ơi, rồi bọt khí hơi bị nhiều. Tôi cần xin ý kiến chia sẻ kinh nghiệm của các bác để cho phần bọt khí này nó không còn nữa.
phương pháp đổ đáy này cái bọt khí nó hơi nhiều đấy. Cái đầu tiên, cái sản phẩm đầu tiên của khuôn đầu tiên bên tôi sản xuất, và cũng nói luôn là bên tôi không thương mại hóa khuôn của nơi khác về bán. Đối với khuôn composite chúng tôi không thương mại hóa, chúng tôi sẽ tự sản xuất ra những cái khuôn composite của chính bên tôi làm ra. Rồi tôi quay chi tiết lại nha. Đó. Bề mặt trong rất là láng nên vì sao nhiều cái chậu người ta phải đổ mặt là vậy. Còn bề mặt này là nó không được đẹp cho lắm do những cái bọt khí. Nhưng mà dù sao đây cũng là sản phẩm đầu tiên, rất là ưng ý. Quá là đẹp. Rồi, tiếp sau đây tôi sẽ đưa lên để mình vệ sinh bề mặt cho đầy đủ các bước. Vệ sinh những cái ba ria, ba vớ gì. Nói chung đối với những khuôn nhỏ này thì công việc nó đơn giản. Thứ nhất là nó cũng không có hoa văn. Mấy cái chỗ tiếp giáp ba kia đó chúng ta sẽ phải xử lý lại bằng giấy nhám. Tiếp theo thì tôi cũng chia sẻ với kích thước. Cái chậu này sẽ dài là 34 34, chiều 34, một chiều 24, cao 9 phân. Rồi đây là cái khuôn đấy. Đây là cái khuôn rồi. Tôi cũng nhắc lại luôn là bên tôi sẽ tự sản xuất khuôn. Và bên tôi đánh dấu luôn cái thị phần khuôn của bên tôi là khuôn màu đỏ. Các bạn nhìn cái khuôn đấy. Đường nét để tôi lấy cái miệng chậu á. Và đây là sản phẩm đầu tiên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.